Đây là cái phần cái sân trước cửa mình. Còn ngoài kia là lò đá xanh, trước nữa tiếp giáp thêm kênh nha. Thì căn nhà này ngang cách 6 m, dài vô khoảng 15. Được 2 phòng ngủ. Nhà mình thì cắt chữ ký L nha. Bên đây còn cái tiền chế lá nữa. Còn phần này ở phía sau căn nhà mình, nhà cũng mới cắt, cũng kiên cố nhưng chỉ xây thôi, chưa tô. Thì từ ngoài lộ chạy dài vô tới đó và nó đá ngang qua chữ L, đi xuống tới cây này và đi ngược lên thì cặp ganh dưới thửa đất mình luôn, có thêm cái đường mương máng nhỏ nữa nha, chạy dài lên tới đây. Thì cặp ganh bên hông có cái đìa, đìa này nó cạn thôi, tầm khoảng 1 mét thôi của chú anh chị. Đây một phòng, đó một phòng. Vị trí này đây thì điện nước đầy đủ luôn, rất là đẹp. Nhà cửa dân cư ở đây rất là đông. Thì cái từ đây mình ra tới trường học sát bên tầm 500 m không được nữa. Đó, ngay đó là trường học. Còn cái hướng đó là mình ra tới quốc lộ 62 khoảng 3 km thôi. Mình còn qua tới bên đó nữa nha. Đây là cái mặt tiền phía trước lỗ đá của mình. Xe 16 chỗ, xe 5 tấn là mình đi Vivu luôn. Còn trước đất nữa thì có tiếp giáp thì cùng kênh rất là lớn luôn của chú anh chị. Kênh này ghe lúa khoảng 200 tấn. Xà lan mình đi được luôn. Thì đây là toàn thể căn nhà của mình. Giá ở đây thì chủ bán giá là 700. 700 thì mình cứ xem đất xem nhà, mình thương lượng giá cả với họ nha của chú anh chị. Ganh của mình thì qua tới bên đây, có thêm một cái đường nhỏ nhỏ nữa. Phía sau là được thêm mấy công ruộng nữa. Thì tổng diện tích đất mình ở đây là hơn 3 công. Cho là mình trừ lề trừ lộ đó của chú anh chị nên còn khoảng là 2.800 m² thôi. Đất mình thì rất là đẹp luôn. Hướng phong thủy ở đây là hướng đông nha. Sổ sách thì chủ đang vay ngân hàng chỉ có là 60 triệu thôi cô chú anh chị. Nhà cửa dân cư ở đây rất là đông, rất là hiện hữu luôn. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì vui lòng liên hệ với em.